Xin chào, đội review từ đến Z đất sân bay Long Thành đã quay trở lại với mọi người rồi đây. Hành trình ngày hôm nay, đội sẽ khảo sát và chia sẻ định hướng phát triển của 4 xã mà đường Hương Lộ 10 mới đi qua, đó là xã Cẩm Đường, Sông Nhạn, Bình An và xã Lộ 25, đồng thời cập nhật tiến độ thi công của đường Hương Lộ 10 mới và vị trí cảng cảng số 10, số 11 xung quanh sân bay Long Thành. Wow, đây chắc chắn sẽ là những thông tin rất hữu ích dành cho những ai đang quan tâm đến thị trường bất động sản Long Thành. Bây giờ thì cùng tham gia hành trình review hôm nay với đội chúng mình nhé. Let's go! Xin chào các bạn. Mình tên là Bảo Yến. Hiện tại thì team review từ A đến Z đất sân bay Long Thành đã đến xã Cẩm Đường, một trong những xã được định hướng về phát triển vùng lâm nghiệp và du lịch sinh thái của phía đông bắc sân bay Long Thành. Hiện tại team mình khảo giá được thì có trục đường chính của xã Cẩm Đường, đó chính là Hương Lộ 10 cũ. Thì cái giá mặt tiền đường Hương Lộ 10 cũ thì giá dao động từ 700 cho đến 800 triệu một mét ngang. Thì đất 100 mét vuông thì có giá dao động từ 10 cho đến 12 triệu một mét vuông. Và đất một sào cho đến phân khúc 5 sào thì có giá từ 2 triệu rưỡi cho đến 3 triệu rưỡi. Và phân khúc 1 hectare trở lên thì có giá dao động từ 1 triệu rưỡi cho đến 1 triệu 8 một mét vuông. Team mình sẽ tiếp tục hành trình đi đến địa điểm tiếp theo, đó là Hồ Cầu Mới. Xin chào mọi người, mình là Tân đến từ kênh review ADZ đất sân bay Long Thành. Thì hiện tại bây giờ Tân đang có mặt tại xã Sông Nhạn, một trong 12 xã thuộc huyện Cẩm Mỹ. Có vị trí là nằm ở phía đông sân bay, ngay chỗ cửa ra của sân bay quốc tế Long Thành. Thì cái xã Sông Nhạn này có phía bắc là giáp với lại xã Lộ 25, phía đông là giáp với xã Xuân Quế, và phía nam là giáp với xã Cẩm Đường, và đặc biệt là phía tây thì giáp với lại xã Bình Sơn, là xã có sân bay quốc tế Long Thành. Thì năm mình có khảo sát lại cái tổng diện tích của xã Sông Nhạn này á, là tổng khu là có 47.000 ha, và dân cư được thống kê năm 2014 là khoảng là 9.181 người, và mật độ dân cư phân tán là khoảng là 188 người trên một cây số vuông. Đó là hồi 2014 thôi, hiện tại bây giờ là đã năm 2020 rồi, thì mình nghĩ cái lượng dân cư này cũng tăng lên khoảng là từ 10 tới 12.000 người đó, thì cái lượng dân số cũng đông. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn có coi quy hoạch á, thì mình có coi quy hoạch ở khu vực Sông Nhạn này thì dân cư chỉ tập trung chủ yếu ở hai khu đường, đó là khu thứ nhất là khu đường lô Sông Nhạn, và khu thứ hai là khu gần với nhà thờ Xuân Nhạn, là nằm gần với đây rồi, tiếp giáp với đường Hương Lộ 10 mới á. Do cái đặc điểm địa hình nó cũng là bằng phẳng, và đất đai ở đây là đa số là đất thuộc của tổng công ty cao su Đồng Nai rất là nhiều và rất là bằng phẳng, nên trong cái định hướng phát triển kinh tế của huyện Cẩm Mỹ thì là một trong những huyện được định hướng là phát triển mạnh về khu công nghiệp, và đặc biệt là có cái cụm cảng là cảng Logistics số 10. Thì hiện tại bây giờ Tân đang đứng trên cái vị trí của cái cảng cảng số 10 nha mọi người. Thì cái cảng cảng này chủ yếu là lý do đặt ở đây á, thì nó có rất là phù hợp. Thứ nhất là nó nằm ôm sát với đường Hương Lộ 10. Cái thứ hai là nằm ngay cái tuyến đường ra của sân bay quốc tế Long Thành. Cái thứ ba là nó nằm ôm luôn gần với đường vành đai 4, là một trong những tuyến đường huyết mạch phát triển về kinh tế cho các tỉnh phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt là kết nối các nền kinh tế, các vùng kinh tế như là Biên Hòa, Long Thành, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và về cảng Cái Mép. Ngoài ra thì nếu mà đúng hơn nữa thì trên cái huyện Cẩm Mỹ này á, ở ngay chỗ xã Sông Nhạn này thì có thêm một cái quy hoạch rất là lớn, đó là quy hoạch hạ tầng phát triển về nút giao vòng xoay của cao tốc
Dầu Dây là Phan Thiết, đó là cái tuyến cao tốc vừa rồi những tháng đầu năm 2020 thì cũng đã được quy hoạch và cũng có giấy phép đền bù, cũng có cái hướng đền bù cho người dân rồi. Đó, thì đó là những trong vấn đề phát triển mạnh của cái khu vực xã Sông Nhạn này. Thì theo mình nghiên cứu và khảo sát á, thì đối với giá khu vực đường Hương Lộ 10, Hương Lộ 10 mới thì giá nó dao động đối với diện tích mà khoảng là từ 4.000 cho tới 10.000 mét vuông á, giá mặt tiền trục đường đó thì dao động khoảng là 230 cho tới là 300 triệu một mét ngang, có nghĩa là ngang một mét sâu vào tầm khoảng là 50 đến 100 mét, đất quy hoạch là đất cây lâu năm thì giá khoảng 230 cho tới 300 triệu mét ngang. Còn mà giá đối với diện tích là khoảng 1.000 tới 2.000 mét vuông, nằm ở những trục đường như là đường nối của đường Cầu Mên qua đường Hương Lộ 10 thì giá khu vực đó nó dao động khoảng là 1.5 triệu cho tới 2 triệu trên mét vuông, đối với lại diện tích đất là từ 1.000 cho tới 2.000 mét vuông nha mọi người. Thì đa số đất đây là quy hoạch là đất cây lâu năm, đất cây lâu năm và quy hoạch đất cây lâu năm thôi, chứ hiện tại đất dân đất ở rất là ít, nên mình thấy là nếu mà các bạn đầu tư ở khu vực xã Sông Nhạn này, nếu mà đầu tư khu vực đất lớn thì cũng nên coi lại, tại vì cái khu vực này rất là dễ dính về cụm khu công nghiệp và khu công nghiệp, và cũng như phát triển về cảng cảng logistics. Xin chào mọi người, hiện tại là Hậu và team review đã đến giết tới sân bay Long Thành của mình đã có mặt tại xã Bình An. Xã Bình An là một trong những xã là được phát triển trọng điểm của huyện Long Thành. Thì xã có nằm ở trong cái vùng là vùng lâm nghiệp du lịch sinh thái phía đông bắc của sân bay quốc tế Long Thành. Diện tích của xã là khoảng 29.000 ha. Thì xã đặc thù của xã là tập trung phát triển về lâm nghiệp, về nông sản, nên thành ra là đi đâu mình cũng thấy vườn trái cây. Và những cái mẫu mà mình khảo sát đó, giá bên mình là ưu tiên là sản phẩm là khoảng một sào là 1.000 mét vuông, mà ngay những cái nơi là có khu dân cư hiện hữu và đường xe ô tô tới đất. Nhưng mà hiện tại là do là cái sản phẩm 1.000 mét vuông tại xã Bình An này nó rất là hiếm và cực kỳ là gần như là không có luôn, nên thành ra là bây giờ mình khảo được giá là của những cái sản phẩm là phải từ 3 sào trở lên, thì từ tầm khoảng 3 sào cho đến 1 ha mà mình khảo được ở những khu trục đường chính. Nên bây giờ mình sẽ liệt kê cho các bạn. Cái thứ nhất là đường Cầu Mên, trục đường chính Cầu Mên, thì mặt tiền đường đó đang rơi vào khoảng là 2.5 triệu cho đến 3 triệu, là giá 3.5 triệu là giá giao dịch. Trước khi mà có dự án của Kim Anh nằm ngay trên đường DT769 của mình ấy, thì giá là nó vẫn còn nằm ngưỡng đó, nhưng từ khi mà Kim Anh về thì giá thị trường nó bị đẩy lên, có những cái miếng hiện tại là đang rao bán là từ 5 triệu cho đến 7 triệu một mét vuông luôn. Đó là đường mặt tiền đường Cầu Mên. Còn mà đường nhánh của đường Cầu Mên ấy giá đất xào của những miếng là phải tầm 4 xào, 3 xào đổ lên, thì mình đang khảo là nó rơi vào khoảng là 1.6, 1.7 một xào. Quanh trục đường của Cầu Mên là mình sẽ đi qua đường Sa Cá. Đường Sa Cá hiện tại là đang bán mét ngang, mình khảo được là nó rơi vào khoảng là 500 đến 600 triệu một mét ngang. Và đường một nhánh của Sa Cá thì nó cũng đang nằm vào khoảng giá là 1.6 cho đến 1.7 một xào. Và tiếp tục là đường vành đai của xã Bình An và đường vành đai giữa xã Bình An và Sông Nhạn, với lại đường liên ấp mà từ dẫn từ Cầu Mên qua ấp 7 Bầu Tre qua đường Sa Cá là nó cũng rơi vào chung một khung giá là từ 1.5 triệu cho đến 1.7 một sào. Thì đất kha mà như mình tìm hiểu đất một hecta thì tại vì cái phân khúc đất diện tích mà cỡ một sào hai sào nó không có, nên nó phải từ 3 sào đổ về, nên thành ra là cái khoảng giữa đất ha và đất sào nó chênh lệch không có nhiều. Đất ha thì cũng đang rơi vào khoảng là 1.5 triệu một sào là thấp nhất. Đó là những cái nơi mà xe ô tô đến được và khu dân cư hiện hữu nha các bạn, còn những nơi mà cư dân thì mình không tính tới, nên mình khảo được khung giá là khoảng tầm 1.5 triệu một sào. Thì
Như mà mình nhận xét nha, đặc thù của xã Bình An là nó là thiên về trái cây, làm nhà vườn, bất động sản nơi đây là để chủ yếu là nghỉ dưỡng là chính. Nên thành ra là nếu mà mình đầu tư mà theo khung, theo cái hình thức là nghỉ dưỡng thì mình nên chọn ở Bình An. Giá nó cũng đang là hiện tại là rẻ so với những cái xã xung quanh. Chỉ có cái là mình không có tìm được diện tích nhỏ để mà có thể khảo giá cho các bạn. Chào các bạn, mình là Vinh, đến từ đội review ANZ đến sân bay Long Thành. Thì chiều ngày hôm nay thì mình và đoàn của mình đang đi khảo sát khu vực xã Lộ 25. Đây là một xã thuộc huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Và ở đây thì có một cái tên rất là đặc biệt. Chắc là rất là nhiều người sẽ băn khoăn là tại sao lại gọi tên là xã Lộ 25. Thì ở đây Vinh cũng sẽ giải thích cho các bạn luôn là trước đây thì khu vực này có một tuyến đường huyết mạch, bây giờ vẫn như vậy. Thì tuyến đường này có tên là Lộ 25 hay là DT25, cho nên là huyện Thống Nhất thì họ cũng lấy cái tên này để đặt cho xã này, và bây giờ chúng ta có cái tên là xã Lộ 25. Xã Lộ 25 thì có tổng diện tích là 20 km² và mật độ dân số theo khảo sát năm 2018 thì lên đến là 16.000 người. Tại đây thì về khí hậu và đất đai, như mọi người có thể thấy nè, được thiên nhiên ưu đãi, và đất đai ở đây thì rất là phù hợp để trồng cây ăn quả, cũng như là trồng một số cây về công nghiệp như là cây đậu nành, cây cao su, cây thuốc lá và cây cà phê. Thì hiện tại là khu vực xã Lộ 25 này được huyện Thống Nhất sẽ định hướng để phát triển thành 3 mục đích. Mục đích thứ nhất là khu vực chuyên về chăn nuôi, trồng trọt. Khu vực định hướng thứ hai là khu vực chuyên về thương mại dịch vụ, và thứ ba là chuyên về công nghiệp nhẹ và logistics. Thì đặc biệt là tại xã Lộ 25 sẽ là nơi được đặt cảng cảng ICD số 11, nếu như các bạn đã chưa biết. Ở xã Lộ 25 thì có một số cái đặc thù rất là đặc trưng. Đầu tiên phải kể đến là những cái dân cư sinh sống lâu đời tại xã Lộ 25 thì đều sinh sống tập trung theo tuyến đường huyết mạch là tuyến Lộ 25, hay bây giờ là được gọi là tuyến DT7 số 9. Vấn đề thứ hai là cái quỹ đất sạch ở khu vực này còn rất nhiều. Tại khu vực xã Lộ 25 này thì cũng là một trong những nơi mà các tuyến giao thông trọng điểm tại Đồng Nai sẽ đi ngang qua. Thứ nhất là tuyến DT7 số 9, thứ hai là tuyến vành đai 4, thứ ba là tuyến đường Hương Lộ 10 kết nối sân bay Long Thành, thứ tư là tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và đang được mở rộng đến Phan Thiết. Thì tại khu vực xã Lộ 25 cũng định hướng quy hoạch là một nơi sẽ kéo dân cư về đây ở rất là nhiều, cho nên là hiện tại tại đây quy hoạch 4 điểm dân cư, và ngay phía sau lưng của Vinh đây thì là quy hoạch điểm dân cư số 1. Khu vực này thì sẽ làm tái định cư để di dời dân cư có đất thuộc khu công nghiệp Dofico. Vinh sẽ chia sẻ cho các bạn một chút xíu về mức giá bất động sản tại đây. Thì hiện tại ở đây chúng ta sẽ chia ra làm 4 tuyến đường chính. Thứ nhất là tuyến đường DT769 hay là tuyến DT25 cũ. Thứ hai là tuyến DT20. Thứ ba là tuyến đường bên hông chợ sẽ kết nối thẳng ra quốc lộ 1A. Và cuối cùng sẽ là tuyến đường bên hông của trường tiểu học ngay mặt tiền 769 để kết nối vào cụm dân cư và cụm đất quy hoạch là khu vực trồng trọt và chăn nuôi. Thì hiện tại là giá đất đai bất động sản tại đây mặt tiền 769 đang được bán theo mét ngang, với đơn giá bán từ 500 đến 600 triệu đồng một mét ngang tùy vị trí nha. Mặt tiền của tuyến đường chính DT20 hiện tại đang được bán cũng theo mét ngang luôn, và hiện tại đang có mức giá bán dao động từ 270 triệu cho đến sắp xỉ là 350 triệu đồng một mét ngang. Các quỹ đất mà đất nền nhỏ, ví dụ như dao động khoảng tầm 100 cho đến 150 mét vuông, hiện tại đang có mức giá bán dao động từ 490 triệu cho đến sắp xỉ 600 triệu đồng cho một lô. Quỹ đất sào
diện tích từ 3.000 m2 đổ lại, quy hoạch đất ONT màu hồng, đường ô tô tới đất và vị trí không nằm cách quá xa tuyến tỉnh lộ 769, hiện tại đang có mức giá bán hơn 2 triệu đồng cho 1 m2. Còn đối với các quỹ đất lớn từ 7 sào, 8 sào, tức là 7.000, 8.000 m2 trở lên, đất màu vàng là đất quy hoạch trồng cây lâu năm, nằm cách tuyến đường DT769 sắp xỉ từ 1,5 km đến 2 km trở lên, thì hiện tại đang có mức giá bán còn tương đối rất là mềm, dao động khoảng từ 800.000 cho đến 1 triệu đồng cho 1 m2. Ok, nếu như bạn còn thắc mắc bất kỳ điều gì về xã lộ 25 thì hãy comment ở phía bên dưới nhé, Vinh sẽ giải đáp cho các bạn. Cảm ơn và xin chào. Bye bye. Đường hương lộ 10 mới đi qua 4 xã là xã Cẩm Đường thuộc huyện Long Thành, sau đó tới Sông Nhạn thuộc huyện Cẩm Mỹ, rồi đến Bình An thuộc huyện Long Thành trước khi kết thúc tại xã lộ 25 thuộc huyện Thống Nhất. Cùng trên một tuyến đường nhưng định hướng phát triển của từng xã lại khác nhau khá rõ rệt. Nếu hướng Cẩm Đường gần như chỉ là nơi tập trung phát triển dân cư thì Sông Nhạn lại phù hợp làm nhà xưởng, kho, cụm khu công nghiệp, cảng cạn với dư địa đất rất lớn, dân cư thưa thớt. Bình An thì lại phù hợp hơn với dạng phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, lâm nghiệp, du lịch sinh thái, nhà vườn, mới được duyệt một khu công nghiệp cặp bên đường vành đai 4 và 769. Còn xã lộ 25 thì phát triển hỗn hợp giữa Cẩm Đường, Sông Nhạn và Bình An khi có cả cảng cạn, nhà xưởng, cụm công nghiệp phía Tây và trung tâm của xã lộ 25, nông nghiệp và chăn nuôi ở hướng đông của xã và quỹ đất nông nghiệp cực lớn cặp bên cao tốc Long Thành Dầu Dây với vòng xuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây Phan Thiết. Lại có nguồn nước đều đặn quanh năm phía trước nên định hướng phù hợp cũng sẽ có quy hoạch xin thêm khu công nghiệp phụ trợ, chế biến sản phẩm nông nghiệp hoặc phát triển mở rộng nông nghiệp công nghệ cao ở đây trong tương lai nếu có đề xuất phù hợp của doanh nghiệp. Tuyến đường này cũng là tuyến kết nối hai khu vực cảng cạn số 10 và số 11 của huyện Cẩm Mỹ và Thống Nhất hướng đông và đông bắc sân bay Long Thành, tạo ra sự liên kết chủ động về các khu công nghiệp và logistics của vùng Đông Nam Bộ với Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên. Trong tương lai khi có thêm tuyến vành đai 4 thì một điều chắc chắn, hướng từ Đông Bắc sang Tây Nam sân bay sẽ là một trong những hướng logistics chính cho khu Đông Nam Bộ nói chung và hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng, góp phần không nhỏ vào nền kinh tế vùng trọng điểm khu vực phía Nam. Điều cần làm bây giờ là sự đồng bộ của hạ tầng và quy hoạch định hướng chi tiết, tầm nhìn xa cũng như sự tập trung nguồn lực và phân chia nguồn lực ngân sách hợp lý để đưa ra giải pháp hiệu quả, giúp thực hiện hóa kế hoạch vùng trong tương lai 20-30 năm tiếp theo. Vừa rồi là một số nhận định của đội review tại đánh giá đất sân bay Long Thành sau chuyến khảo sát 4 xã trên tuyến hương lộ 10 mới. Nếu như có ý kiến hay thông tin mới khác liên quan đến tuyến đường này, đừng quên để lại bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bạn, chúng mình là đội review từ A đến Z đất sân bay Long Thành. Nếu yêu thích video này, hãy để lại một like. Có câu hỏi hay thắc mắc gì, hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tụi mình và nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.